Thì thấy là trái rất là nhiều rồi nè, nhưng mà mùa này nó vẫn chưa chín rộ. Nói chung mùa này đầu mùa cho nên chi hồng nó vẫn chưa được ngon, ăn nó còn hơi chát chát đặc biệt. Tại tầm tháng 8, tầm tháng 9 đó quý vị, tháng 9, tháng 10 thì hồng phải nói rất là ngon luôn, chín rộ luôn. Tới đây nếu như mà rẻ phải là vào hôm tây đợi một người quý vị. Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 2022. Mình đang có mặt ở đầu đường 3 tháng 4 rồi quý vị ha. Nếu như mà đi ngược lại theo con đường này là vào trung tâm thành phố Đà Lạt, đi thẳng xuống là xuống đèo Ren, xuống cao tốc Liên Khương quý vị. Bên phía tay phải của chúng ta là bến xe Liên Tỉnh, bến xe Liên Phương Trang quý vị ha. Hôm nay thì Đà Lạt có thời tiết rất là đẹp, trời nắng thông xanh quý vị, hết mưa gió rồi quý vị ha. Hôm nay thì mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi dạo xuống đèo Ren, rồi sẽ vòng qua hướng đèo Mimosa để mà cập nhật tình hình, xem thử đèo Ren đóng cửa thi công chưa quý vị, và xem thử ở bên đèo Mimosa thì người ta tiến hành thi công sửa chữa những km còn lại ở cuối chân đèo, xem thử tiến độ thi công đến đâu rồi quý vị ha, để cập nhật tình hình cho quý vị anh chị và các bạn cùng biết. Hai cái cửa ngõ trung tâm, hai cái cửa ngõ đi vào trung tâm thành phố Đà Lạt đó, để chúng ta khi mà lên Đà Lạt cũng có thể lựa chọn để đi ha, một là đi vào đèo Mimosa, hai là đi vào đèo Ren đó. Rồi chúng ta xuất phát chạy thẳng như thế này là về đèo Ren luôn quý vị, ra tới đây là đầu đèo Ren rồi. Nếu rẽ phải là vào Đống Đa, còn chạy thẳng lên trên dốc là lên hướng cáp treo đó quý vị. Đó, cáp treo thì đi từ đầu đèo Ren này xuống dưới Thiền viện Trúc Lâm, Hồ Thiền Lâm á, rồi ngược lại quý vị ha. Đèo Ren thì vẫn chưa đóng cửa quý vị, vẫn lưu thông bình thường quý vị ha. Người ta dự kiến là đóng cửa vào tháng 6 rồi tháng 7 và bây giờ tháng 8 thì vẫn chưa đóng cửa đó. Nói chung chưa biết là thời gian nào, lúc nào có cái thông tin chính thức về việc đóng cửa đèo Ren thì mình sẽ cập nhật cho quý vị anh chị và các bạn cùng biết. Hiện tại thì vẫn cứ lưu thông bình thường quý vị. Rồi đóng cửa sửa chữa, mở rộng con đèo này ra thành 4 làn xe đó quý vị ha. Những video trước thì mình cũng có nói rồi, hôm nay nhắc lại cho quý vị anh chị và các bạn cũng biết. Tới đây có một đường nhánh bên phía tay phải, đi thẳng vào trong là cà phê Lulu Loa, dẫn thẳng vào đồi Carije đó quý vị. Ngày hôm qua thì Đà Lạt vẫn còn mưa gió tả tơi. Thì bắt đầu từ tối hôm qua, chiều hôm qua cho đến giờ thì bắt đầu là trời đã tạnh hẳn và nắng trong xanh lên. Rất là đẹp luôn quý vị. Rất là thuận lợi cho bà con đi du lịch vào cuối tuần này. Mình thấy hôm nay khi mà trời nắng lên á, du khách đổ ra đường rất là đông luôn. Có một số tuyến đường bị kẹt xe cục bộ như là vùng Bình Nước và tuyến đường Hoàng Văn Thụ đi về hướng Tà Nung quý vị, đó cũng có kẹt xe ha.
Ở cái con đèo Brent này thì chỉ có một cái con đường lăn nặng duy nhất nằm ở ngay ngã ba ông Phật này quý vị ha. Rồi tới ngay ngã ba ông Phật này nếu như rẽ phải là vào khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, trong đó rất là nhiều những cái khu resort luôn. Sở dĩ gọi đây là ngã ba ông Phật là tại vì ở bên kia, đối diện bên kia có một cái tượng Phật đó. Người ta hay gọi là tượng Phật cô đơn tại vì nằm lẻ loi một mình ở ngay con đèo này. Và đi sâu vào trong kia là thác Đa Tăng La quý vị. Đó, đi thẳng xuống là hết đèo, xuống nối nối vào cao tốc Liên Khương luôn quý vị ha. Bây giờ mình sẽ rẽ trái đi vào cái con hẻm này. Đó, một chút. Con hẻm này thì nối giữa đèo Brent và đèo Mimosa đó quý vị. Nói chung mình chạy xuống dưới hết đèo rồi chạy lên cũng được, vòng qua đèo Mimosa cũng được. Nhưng mà mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi vào cái con đường này. Con đường hẻm nhỏ này thì xe ô tô đi được quý vị. Đó, vào cà phê đợi một người ha. Rồi vườn nho thân gỗ. Đó, trời mấy ngày hôm nay thì mới mưa xong, mới tạnh hẳn sáng hôm nay, cho nên chỉ con đường này nó cũng khá là lầy lội đó quý vị. Chỉ là đường đất đường đá thôi quý vị ha. Đó, đây là con đường nó xuyên qua cánh rừng giữa đèo Brent và đèo Mimosa. Nắng lên vài ngày nữa thì cái khu vực này nó mới, cái con đường này nó mới khô ráo đó quý vị. Rồi đèo Brent thì nói chung là vẫn đi lại bình thường quý vị ha, chưa đóng cửa. Lúc nào có thông tin đóng cửa chính thức thì mình sẽ cập nhật cho quý vị anh chị và các bạn cùng biết. Nếu như mà quý vị anh chị và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì cũng có thể nhấn cái nút đăng ký kênh ủng hộ cho mình, để mình có động lực làm những cái video cập nhật về thành phố Đà Lạt, từ cảnh quan thiên nhiên, con người, tình hình du lịch, những cái video mới nhất về tình hình của thành phố Đà Lạt ha. Rồi đăng ký thì miễn phí quý vị. Đó, mấy ngày hôm nay mưa gió cho nên chị quý vị có thể thấy là những cái nhành, những cái cành thông như thế này nó bị gãy đổ xuống ha. Khi mỗi lần mưa gió mà đi vào những cái con đường mà có thông nhiều như thế này đó, nó cũng khá là nguy hiểm, khá là sợ luôn. Sợ thông ngã đổ và những cái cành cây ở trên rớt xuống bất chợt kìa. Nói chung con đường này cũng khá là xấu đó quý vị, đường đất đường đá thôi mà. Ở trong này cũng có những cái vườn hồng. Hồng mùa này thì đã có trái rồi quý vị. Đầu mùa hồng quý vị ha. Đó, ở bên phía tay phải của chúng ta là vườn nho thân gỗ đấy. Nho thì bây giờ vẫn chưa có trái. Hồng mùa này nhiều á là ở dưới Đà Răng, thị trấn Đà Răng của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đó quý vị. Rất là nhiều hồng luôn. Đó, ở trên này mình nhìn xuống thì quý vị thấy rất là đẹp luôn ha, một cái thung lũng. Và xa xa là đèo Mimosa bên kia. Ở đây có những căn nhà quý vị thấy không, nằm ẩn sâu giữa rừng ha. Dưới kia là thung lũng, bên kia là đèo Mimosa. Quý vị thấy đẹp không? Đồi núi bao dân la trập trùng luôn. Đứng đây mình nhìn xuống là thấy điện gió ở dưới cầu đất đó quý vị nè. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi xuyên cái con đường này để qua bên xuyên con đường này để qua bên đèo Mimosa quý vị.
bên phía tay phải chúng ta là vườn hồng, vườn hồng nhà Tom quý vị. Nói chung trái nhiều rồi nhưng mà nó vẫn chưa chín rộ quý vị ha. Đó, quý vị có thể thấy là trái rất là nhiều rồi nè, nhưng mà mùa này nó vẫn chưa chín rộ. Nói chung mùa này đầu mùa cho nên chi hồng nó vẫn chưa được ngon, ăn nó còn hơi chắc chát đó quý vị ha. Tại tầm tháng 8 à tầm tháng 9 đó quý vị ha, tháng 9 tháng 10 thì hồng nó rất là ngon luôn, chín rộ luôn. À, tới đây nếu như mà rẻ phải là vào homestay đời 10 quý vị ha. À, ở đây có những cái khu vườn phải nói rất là đẹp luôn, mai mốt người ta sẽ làm du lịch đó, du lịch sinh thái homestay rồi quán cà phê gì đó ở khu vực này thì quá tuyệt vời luôn quý vị. Những cây hồng phải nói rất là cổ, rất là lâu đời rồi, hồng cổ thụ luôn quý vị. Đó, nếu như mà xuống ngã ba này đi bên phải là xuống hôm tây đời một người luôn. Bây giờ mình đi bên trái như thế này để xuyên qua đèo Mimosa. Đó, lâu lâu đi lại nó cũng bị lộn đường đó quý vị thấy không? Đó, con đường này là xe ô tô đi qua đi về được quý vị. Tuy rằng nó nhỏ, nó rất là nhỏ thôi. Nếu gặp hai xe ô tô mà tránh nhau thì nó cũng khá là khó khăn này. Qua tới đây là đèo Mimosa quý vị. Nếu như mà rẽ trái ha, rẽ trái là về lại trung tâm thành phố Đà Lạt. Bây giờ mình sẽ rẽ phải để theo con đèo này chạy xuống dưới kia luôn quý vị, để xem thử cái đoạn dưới này người ta tiến hành thi công như thế nào rồi, đã hoàn thiện hay chưa ha. Đó, nếu như mà theo con đèo này thì cũng chạy xuống dưới cao tốc Liên Khương. Hai con đèo Brent và đèo Mimosa sổ xuống là nó sẽ gặp nhau ở dưới đèo cao tốc Liên Khương quý vị. À, dưới cao tốc Liên Khương ha. À, bên phía tay phải của chúng ta là khu du lịch Vườn Thượng Huyền Bay. À, hôm nay nắng lên vượt cuối tuần này quý vị có thể thấy là du khách lên rất là đông luôn ha. Xe đoàn, xe tour, xe 16 chỗ. Từ trên đầu đèo Mimosa kéo dài xuống dưới khu du lịch Quay Garden đó, là tầm khoảng 5 cây số rồi quý vị. Thì người ta đã làm xong rồi, quý vị có thể thấy đường xá rất là đẹp luôn. Đó, nền đường nền đồ người ta mới làm xong luôn vậy ha. Còn đoạn còn lại ở cuối chân đèo hồi trước mình thấy vẫn còn rất là xấu, không biết bây giờ nó như thế nào rồi. Nghe nói là người ta đang tiến hành thi công sửa chữa nốt những cái cây số còn lại gì đó. Đó, con đèo này thì chỉ có dành cho
dành cho xe hỗn hợp đó quý vị. Tại vì xe tải nó ở đây lưu thông ở con đường này rất là nhiều, cấm đèo Brent nên cấm xe tải, cho nên như con đèo này quý vị có thể thấy toàn xe tải đi không. Đó, lâu lâu có gặp những cái chiếc xe ô tô cá nhân, xe du lịch ha. Đường này kéo dài xuống hết đèo luôn quý vị, tầm khoảng 4-5 cây số nữa thì người ta vẫn làm chưa xong đâu quý vị ha. Đó, đoạn này trở xuống thì nó khá là xấu, hư hại hết rồi. Nghe nói là tiến hành thi công sửa chữa nhưng mà mình chưa thấy đâu cả. Đó, hay là do thời gian này mưa gió đó quý vị, đó mưa gió này kia cho nên chi vẫn chưa tiến hành đó quý vị này. Đường rất là xấu ha, tuy nhiên vẫn đi được đó. Nếu như mà chúng ta có việc ví dụ đi tham quan những tuyến đường bên này thì vẫn đi được đó quý vị. Còn nếu như mà từ dưới cao tốc Liên Khương mà lên một mặt lên thành phố Đà Lạt luôn thì chúng ta cứ đi đèo Brent ha, đi đèo Brent cho nó đẹp, cho nó dễ đi. Đó, con đường này thì phải nói là đoạn này phải nói là hư hại rất là nghiêm trọng rồi. Đường nứt nẻ, ổ gà ổ voi đó. Rồi, mình thấy có nhiều vị khán giả cũng hỏi tình hình đèo Brent đóng cửa hay chưa, rồi đèo Mimosa thi công sửa chữa nó hoàn thiện chưa, nó như thế nào rồi. Thì hôm nay mình cũng có mặt ở hai con đèo này để mà cập nhật tình hình đường xá giao thông của thành phố Đà Lạt, gửi đến cho quý vị anh chị và các bạn cùng biết ha, cùng xem để mà lựa chọn cái tuyến đường đi lên Đà Lạt cho nó hợp lý. Rồi, cái video của mình có lẽ đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Mình quay ngược trở lại để về thành phố Đà Lạt rồi quý vị. Xin cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã quan tâm, đồng hành và theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.